Xin chào cô chú anh chị em mình nha. Thì hôm nay thì cũng buổi trưa mọi người ơi, mà chuyển mưa ở nhà cũng không có làm gì nên chị ngoại sơ mô có rủ mình qua nhà của chị ấy làm bánh ăn, nên bây giờ mình sẽ sang nhà của chị ngoại sơ mô chơi rồi mình xin quay mình chia sẻ đến cô chú anh chị em nha. Nếu cô chú anh chị em nào thích cái cảnh ở quê thì xin mời cùng theo chân mình nha. Đây là một góc đường lộ của quê mình nè cả nhà ơi. Vì trời chỉ mưa nên mình quay chắc nó không được chăm không cả nhà xem cho vui ha. Phía trên ở trong này là một vườn chôm chôm nè cả nhà. Chôm chôm này mình thấy trái chưa có lớn nha, bông còn nhỏ, trái cũng còn nhỏ mà xa dữ lắm. Đây. Nè cả nhà thấy không, chôm chôm nè ha. Qua cái cây cầu này thì thêm một cây cầu nữa là tới nhà của chị ngoại sơ mô rồi cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, quay cho cả nhà xem ở xa xa bên đó là nhà của chị Hồng Đơn Cuộc Sống Miệt Vườn nữa ha. Có cái vỏ tàu đậu phía sông đó mọi người thấy ha. Đây là cái ngã ba. Đi một đoạn khoảng 500 m thì tới cái đầu cầu này nè mọi người. Mình sang cái đầu cầu này mình sẽ tới nhà của chị Sơ Mô ha. Mình vừa đi mình vừa quay nên hơi lắc, mọi người xem thông cảm giùm nha. Mình thấy cái nóc nhà của chị Sumo đó mọi người ơi. Coi kìa chị ấy đang đừng làm gì dưới bến kìa. Đây dòng sông quê mình đây mọi người ơi. Buổi trưa giấc này khoảng 11 giờ mấy trưa à mọi người. Thì quê mình thì chỉ có yên, và buổi trưa thì nó yên bình vậy đó mọi người. Đây là cây trứng cá nè mọi người, không biết ha, mọi người chắc cũng quen biết cái cây trứng cá này ha, nhưng mà nhà mình thì không có trồng cái trứng cá này mà mình thích ăn đó. Đây hái cây trứng cá. Cây trứng cá này là mọi người ăn đó, nó ngọt nó thơm lắm. Đây mình vừa xuống dốc cầu thì tới nhà của chị Sơ Mô liền rồi mọi người. Cũng đi lại gần nhưng mà lâu rồi mình mới sang nhà của chị Sơ Mô chơi. Bây giờ mình đã tới nhà của chị ngoại Sơ Mô cả nhà ơi. Bắt lên hả? Trời mưa không làm gì rút lên. Bằng bánh kẹp ăn. Bữa nay bằng bánh kẹp hả chị hai? Ừ. Quá xá cái đám bông luôn, về bữa nở rất đẹp lắm nè. Bốn mùa, mùa nào cũng có hoa. Hết mùa, hết bông này là tới bông khác rồi nữa. Cây sung này bẻ rồi mà còn trái gì đó hả? Nó nhỏ mà cũng trái nhiều vậy ha. Hôm đó xiết gốc nó rồi cái bắt đầu nó ra trái quanh năm luôn vậy. Hết đợt này là tới đợt khác nè. Hai cây, đằng này cây với đằng đó cây, mà cây kia thì... Cái này trồng lâu chưa ta? Cây sung này cái gốc cũng bự rồi mà tại... tè hả chị hai? Cây sung này 6 năm rồi đó mà nó có bị lớn đó. Tại vô chậu rồi nó lâu lắm. Đây là trái sung nè cả nhà ơi. Bẻ rồi mà cũng còn trái như vậy thế ha mấy. Ấm bẻ đợt bự rồi cái bắt đầu nó còn cái mục á. Này nè. Này, này cái mục đó nè. Đó. Nhìn nó ra thêm ha. Rồi bắt đầu nó ra nữa đó. Rồi. Tới nhà của chị hai rồi là ngoại sơ mô rồi. Mời cả nhà vô nhà của chị hai mình chơi ha. Chơi. Sơ mô ngủ rồi vậy? Ngủ rồi. Anh nước không tới nơi. Nè.
Thôi đi làm bánh đây chứ để chưa, và để em làm phụ cha. À, bây giờ chị Sumo với chị Hồng Đoan Cuộc Sống Miệt Vườn đang làm bánh ra sao mọi người ơi. Bây giờ mình đi ra sao coi hai chị ấy làm tới đâu rồi ha. Mình vừa quay vừa đi, mọi người thông cảm nha. Đây hai chị ơi, đủ lên mà tất cả mai giờ ba chị em mình làm bánh kem bánh cam chứ. Giờ mình sẽ tắt máy rồi mình làm phụ hai chị mình ha. Khi nào rồi thì mời cả nhà dùng chung với bà chị mấy chị em mình nha. Dạ. Cả nhà ơi, bây giờ chị em mình đã chiên bánh xong rồi, bây giờ cũng xin mời cả nhà dùng bánh với chị em mình nha. Mình chiên bánh xong rồi, bây giờ tới định đi về, nhưng mà ngoài Sumo rủ ở lại ăn cơm, thì giờ cũng xin mời cả nhà mình dùng bữa với nhà của ngoại Sumo nha. Bữa cơm chiều của gia đình có ngoại Sumo là có gà xào sả ớt nè, rồi giò gà hấp tiêu, đậu đũa xào với rau cải. Thì bây giờ mời cả nhà cùng dùng bữa cơm chiều với gia đình của chị Sumo nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video để dùng bữa với nhà chị Sumo. Mến chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô chú anh chị em đã dành thời gian theo dõi cái video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những video lần sau nha. Đã chơi với nhà ngoại Sumo xong rồi, chiều rồi, bây giờ mình với chị Hồng Đoan Cuộc Sống Miệt Vườn với má đi về mọi người ơi.